Tối qua, lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần 3 năm 2024 thành phố Tân Uyên bế mạc. Theo đó, lễ hội diễn ra từ ngày 25 tháng 1. Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần 3 năm 2024 là hoạt động văn hóa mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên, thành phố Tân Uyên. Với quy mô 59 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá các loại bưởi nổi tiếng, các sản phẩm được chế biến từ trái bưởi, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình từ trái cây và các sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể thao, an sinh xã hội. Qua đó đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của nhiều đơn vị, các hợp tác xã, các nhà vườn trồng bưởi, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân địa phương và khách du lịch. Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng được tổ chức, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất là cái quê hương của mình thì nó cũng có cái hồn đó. Tại vì ngoài cái đời sống vật chất ra thì nó còn có cái cuộc sống về tinh thần. Nó có cái mỗi một người mà Tết đến xuân về, mình có nơi để, nơi chốn để mà mình nhớ thương, có một cái nơi chốn để mà mình đi về, thì đó là một cái điều hạnh, rất là hạnh phúc. Cô quê cô ở đây đó, nhưng mà 40 năm rồi cô không có ở đây, bữa nay cô mới về 2 tuần thôi. Không khí rất vui, vui lắm. Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng nhằm tôn vinh giá trị thương hiệu bưởi của các vùng miền và tôn vinh những người đã giữ gìn và phát huy nghề truyền thống bưởi trên Cù Lao Bạch Đằng, mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm từ bưởi, tạo tiền đề thu hút du khách phát triển du lịch ở địa phương. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 2 giải thưởng phong trào, sáng tạo, 5 giải khuyến khích, 3 tác phẩm đạt giải 3, 1 giải nhì và 1 giải nhất cho các đơn vị tạo hình từ hoa quả, khen thưởng cho 16 tập thể và 30 cá nhân trồng bưởi tiêu biểu. Tặng hoa quà lưu niệm tri ân 71 đơn vị tham gia đồng hành đem đến thành công cho lễ hội. Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần 3 năm 2024 chính thức khép lại với hơn 20.000 lượt khách tham quan mua sắm.